lúc 19 giờ ngày 6 tháng 6, tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đọ sức với Philippines trên sân Mỹ Đình tại lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đáng chú ý, đây cũng là trận ra mắt tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Với mục tiêu giành 3 điểm để làm quà cho người hâm mộ, nhiều khả năng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ ưu tiên sử dụng sơ đồ có thiên hướng tấn công 4-2-3-1. Người đứng trong khung gỗ của tuyển Việt Nam trận này rất có thể sẽ là thủ thành Đặng Văn Lâm thay vì Nguyễn Philip. Trên ngay phía trên Văn Lâm là bộ đôi trung vệ Tiến Dũng và Thành Bình. Đây có lẽ cũng là sự lựa chọn tốt nhất mà ông Kim đã có. Trong bối cảnh cả Việt Anh và Quế Ngọc Hải đều vắng mặt vì các lý do khác nhau. Trong khi đó, Tấn Tài và Xuân Mạnh có thể được ra sân ngay từ đầu với vai trò hậu vệ cánh. Hai tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích của huấn luyện viên Kim Sang-sik khả năng cao sẽ là Tuấn Anh và Hồng Dũng. Đây đều là những cầu thủ rất giàu kinh nghiệm và có nhiều năm thi đấu cùng nhau ở tuyển Việt Nam. Còn vị trí mũi nhọn trong cuộc đọ sức với Philippines khó có thể thoát khỏi tay của tiền đạo số 1 thời Thầy Park Nguyễn Tiến Linh. Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam trong trận đấu chiều tối này gồm Đặng Văn Lâm, Tuấn Tài, Tiến Dũng, Thanh Bình, Xuân Mạnh, Hồng Dũng, Tuấn Anh, Tuấn Hải, Quang Hải, Tiến Linh và Văn Toàn.